Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pháp Sư Luyện Rồng. Từ từ để mình ra chuồng bò cái đã. Hồi nãy giờ thịt bò xong rồi chưa chuồng bò luôn. Giờ thì mình sẽ tiến hành làm thêm thức ăn cho rồng nha. Hôm nay thì mình muốn nuôi bi lớn lớn một xíu, hy vọng là đủ cấp để chúng ta có thể cưỡi và dẫn đi khám phá luôn. Hiện tại thì mình có 19 phần ăn rồi, mình sẽ gắng làm thêm coi được bao nhiêu. Thêm được 31 phần ăn nữa. Tổng cộng là chúng ta có 50 phần ăn luôn. Ui giời ơi, chiếc này là ha, bi ăn đã luôn nha. Đây, mình sẽ cho bi ra một cái. Em mới cấp 1 thôi, nên hôm nay phải gắng nuôi cho mau lớn. Đầu tiên là chia đồ ăn ra nè. Rồi, ăn đi, lên đây. Đấy, ăn cho mau lớn nha. Đó. Ủa nhưng mà bi có vẻ tăng trưởng kích thước nó không được nhiều cho lắm á. Để thử coi. Nè, 20 phần ăn thì vẫn còn khá là bé luôn. Như vậy thì khi mà cấp 25 chắc sẽ không có cưỡi được rồi. Bé như vậy mà sao mà cưỡi được. Chính xác rồi, còn quá bé. Không sao, mình còn tới 20 mấy phần ăn lận. Hy vọng là hết 20 mấy phần ăn là sẽ đủ lớn để cưỡi nha. 30 rồi nè. Cấp 30 cho cưỡi chưa? Úp. Cấp 30 đã cho cưỡi rồi. Ui. Bi chạy rất là nhanh nha. Được, tốc độ chạy là thấy hơi bị ok rồi nè. Rồi tốc độ bay coi. Tốc độ bay thì cũng tương đối thôi. Nhưng mà khi bay thì các bạn để ý nha, mình sẽ bị cà giật á. Kiểu nó không có ổn định, bay nó không có ổn định giống như là mi á. Ồ, loài rồng này đúng hơi đặc biệt ha. Bay cứ cà giật á, nhưng mà nhìn cũng rất là thích luôn. Rất giống loài ong á. Hoài, được thật sự. Rồi, như vậy thì chỉ với 30 phần ăn thì Bi đã có thể cho mình cưỡi rồi. Mình còn bao nhiêu phần ăn ta? 21 phần ăn. Cho Bi ăn tiếp hay là sẽ để dành cho em rồng tiếp theo ta? Tại vì hôm nay mình cũng sẽ up thêm một em rồng khác á. Ui trời ơi, chưa gì đã té cái đùi rồi. Ở đây anh hồi máu cho nè. Trời đất ơi. Đây, cho Bi ngồi yên chỗ cái đó. Hơi chạy lung ta lung tung nha. Nè, hồi máu đi. Rồi sau đó bắt vô cái ọp lại. Hôm nay thì mình sẽ up thêm một loài rồng nữa ha. Đây là loài rồng mà mình nghĩ sẽ rất là nhiều bạn thích luôn. Đó chính là rồng Night Fury. Ui giời ơi, bữa nay là sẽ có thành viên mới nữa nha. Nâng tổng số thành viên lên là 3 mới được. Mỗi ngày một em rồng. Mục tiêu của mình là vậy. Và mình sẽ cho vô máy up trứng rồng trước. Đây, trứng rồng Night Fury. Sau đó thì chăm nhung nham vô thôi. Chăm thật là nhiều vô. Mình nghĩ là chăm cỡ 5 xô là vừa. Đây, thêm một xô nữa. Rồi. Đủ nha. Ô, cái gì đây? Ê! Ui, con rồng răng cổ này. Con rồng này quá trời quá đất rồi. Nó quậy rồi. Bi, xuất hiện đi. Ủa, Bi, à đây, Bi trong đây, quên. Gái nó cứng. Mình sẽ cho Bi ha. Trừ khử cái con này. Cái tội nó dám quậy phá xung quanh hả? Quậy phá nè. Quậy phá nè. Bay chỗ khác mà quậy. Quậy phá hả? Quậy phá hả? Một phát nữa. Quậy phá nè. Phải ngủ ngoan như ha. Thanh niên đó thì đâu có bị quýnh đâu. Lì lợm. Nó bắn quả cầu nhung nham. Lâu lâu thì phun lửa. Nhỡ xui xui rồi lửa nó bén vô mấy cái cây rồi cháy hết khu rừng thì sao? Rất là nguy hiểm luôn. Không thể chấp nhận những hành động quậy phá đó được. Đây là địa bàn mới của mình mà dám gì đó. Rồi và nãy giờ up thì mới được có tí tẹo à. Có vẻ up trứng rồng Night Fury tốn khá là nhiều nhung nham đây. Chăm đầy bình cho chắc. Cậy, hơi tốn một xíu nhưng mà phải đảm bảo là up cho xong trứng rồng mới được. Rồi, giờ thì đầy bình rồi đó. Hy vọng là sẽ up xong trứng rồng Night Fury nha. Trong ngày hôm nay thì mình muốn có một chuyến khám phá nhẹ nhẹ ở bên địa ngục đi. Tại vì bên đó thường là sẽ có nhiều công trình cho mình đồ tương đối tốt đó.
Đây đây, nó trong đây nè. Nó có phép tên là Ignis đó. Cơ chế của nó khá là giống hộp quẹt luôn. Mình nghĩ nó sẽ có thể thắp được cái cánh cổng đường ngục lên đấy. Rồi, giờ thì làm cổng đường ngục thôi. Để coi làm ở đâu ta. Chỗ nào thích hợp giờ? Hay là làm trên cây? Ý tưởng này được này. Làm cổng đường ngục trên cây. Mà đặt ở đâu cho thích hợp vậy ta? Trên cây chắc đặt ngay đây đi. Nghĩ ngay đây là hợp lý nè. Rồi thử nha. Lần đầu làm cổng địa ngục trên cây. Ngay đây. Phải đập bớt một ô ở đây rồi. Đập một khúc gỗ ra. Lắp hắc chìm thạch vào. Đó. Vậy là chúng ta đã có được một cánh cổng địa ngục trên cây rồi. Úi, được nè. Nó có thể kích hoạt cánh cổng địa ngục lên nha. Khá là ảo diệu luôn. Rồi giờ thì mình sẽ bắt Bi lại. Mình lo cho Bi lắm, tại vì mới có cấp 30 à. Còn rất là yếu máu luôn. Để em thôi, để em ở bên ngoài này á. Lỡ những cái con rồng khác lại cà khẹ bắn một quả cầu thôi. Với 17 máu ít ỏi của Bi thì chắc sẽ là ngẫm củ tỏi đấy. Nên phải dẫn theo mới được. Và xem coi lần này mình sẽ xuất hiện ở đâu bên địa ngục nha. Hy vọng nơi xuất hiện của mình sẽ là một nơi đẹp đẹp một xíu. Tạm được. Chỗ này nó không quá nguy hiểm á. Ôi, và ở đây nó có công trình luôn nè. Để mình qua đây kiểm tra thử coi. Mới qua mà gặp công trình luôn. Không biết là mình nhảy tới hay không nữa. Thử nha. Nhảy nè. Một nhảy. Hai nhảy. Úi dù, trời ơi, nhảy không tới rồi. Chân ngắn quá. Và công trình này là chỗ của con xương đen á. Ồ, đây là nơi để mình farm những con xương đen hợp lý luôn nè. Bơm điện nè. Có gì nào? Cho mình một ít cái đồ lặt vặt thôi. Gần chỗ spawn của mình còn có một cái doanh trại lửa nữa. Ui, còn con nhện gì đây? Con nhện. Ui, con nhện này trâu vậy? Ui, ở đây có một vài loài nhện nhìn rất là ghê nha. Rồi, đây là doanh trại lửa nè. Mình sẽ thử đột nhập vô doanh trại lửa một xíu. Này, láo nháo hả? Trời, bơm điện liền. Rồi, khi mà vào trong đây thì mình sẽ sử dụng kỹ năng mạnh nhất của mình hiện tại ha. Hi, đón nhận đi. Một phép I-Bash của mình thôi là thủ tiêu được liền. Và trong doanh trại lửa này thì nó không có rương. Sukana vậy. Nó không có bất kỳ một cái rương nào luôn á. Tạm thời bỏ qua mấy cái công trình lặt vặt này đi ha. Giờ thì chúng ta sẽ tiến tới công trình tiếp theo. Nhưng mà để mình cử Bi cái đã. Ui ok. Cử Bi và đi tiếp thôi. Ở trên trần của địa ngục thì mình thấy nó có một cái khu vực nhìn khá là giống tổ ong luôn á. Kiểm tra thử nha. Coi có phải là tổ ong hay không. Mình sẽ cưỡi Bi qua đó. Ui, ba chậm lại. Rồi, mình đã ở trên nóc của khu vực này rồi. Và kiểm tra coi. Ui, sao Bi ngủ hoài vậy? Bi có thể ngủ mọi lúc mọi nơi luôn á. Rồi, vô đây thử. Ui, cái khối này là hai lót. Ui, hình như đây là tổ ong hay sao á. Ui, đúng rồi. Mình sẽ sử dụng sức mạnh của băng. Ui, sức mạnh của băng ông xin nhé rồi. Ui da. Đừng có chích tôi nữa. Bơm điện nè. Tổ ong hả? Nè, nó có cái lòng spawn luôn nè. Ở bên dưới này có gì khác không ta? Ui, ở dưới này là hình như là mật ong hay sao ấy. Múc thử nha. Honey bất kịch nè, đúng rồi. Ở dưới này có mật ong. Để coi mật ong có công dụng gì không. Mật ong uống được không? Không uống được luôn. Ui ghê quá, thôi. Ghê. Không dám đụng vô nữa đâu. Nguy hiểm quá.
Ui, rồi. Ui, xong rồi. Ui, hên quá, sao. Ở đây còn có con gát nữa. Gát, hả gát. Qua đây là mình đi cà khịa đủ con luôn á. Gặp con nào mình cũng cà khịa hết. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ đi tìm một cái pháo đài địa ngục đi nha. Mình nghĩ xuống địa ngục thì công trình đầu tiên mà mình nên tìm chắc sẽ là pháo đài địa ngục ấy. Được. Cùng mình đi tìm một cái pháo đài địa ngục gần đây thôi. A few moments later. Ui, tới luôn hay sao nữa? Đúng không? Phải pháo đài địa ngục không? Chuẩn luôn, pháo đài địa ngục nè. Nhân phẩm cao. Ui giời ơi. Giờ thì tìm một cái lối đi an toàn để bước vào pháo đài địa ngục thôi. Ừ, đây, có đường lên. Bay lên đây. Cố lên. Rồi, tuyệt vời. Lại ngủ, thấy chưa? Bi rất là dễ ngủ luôn á. Hay là tại xuống địa ngục nên rồng lười đi ta? Cái rồng chỉ muốn ngủ thôi. Cũng có thể lắm. Ui, sao nhiều xương đen thế? What the hell? Hơi bị nhiều xương đen đó nha. Nhưng mà không sao, mình có phép bơm điện hơi bị xịn. Rồi, và nó lại rơi ra cho mình một cái cuốn sách lãng quên nè. Một quyển sách phép mới luôn. Được đấy. Quỷ lửa hả? Quỷ lửa thì ăn bơm điện đi. Vô lý vậy. Mình đi hai vòng không thấy cái rương nào luôn. What the? Thiệt gì luôn á. Không có bất kỳ cái rương nào luôn ấy. Trời ơi. Bèo vậy. Cái gì đây? Ồ, một cuốn sách cấp độ advanced luôn. Wow. Vậy là nãy giờ chúng ta đã có thêm được hai quyển sách phép mới rồi. Nhưng mà mình xuống đây chủ yếu là tìm rương để kiếm thêm đồ xịn mà. Không có gì hết. Không sao. Kế bên pháo đài cũ hình như là có một cái pháo đài mới hay sao nè. Hy vọng pháo đài này nó sẽ bự hơn cái trước nha. Để có rương đồ các thứ. Nhìn thì có vẻ cái này bự hơn đấy. Nhưng mà không biết bên trong như thế nào thôi. Rồi, bắt Bi lại trước. Ui, đừng bay lung tung nào. Mình phải bắt Bi nữa, xong rồi mình mới dám đi tiếp được. Bi có vẻ là mỗi lần mà mình không yêu cầu ngồi xuống liền á, là Bi sẽ có cái hành động là bay lòng vòng á nha. Cái này thì rất là nguy hiểm luôn. Nhỡ đâu xui gũi gặp mấy con quái mạnh nó bắn một phát rồi đi luôn rồi sao? Cái này là một điểm mình thấy là Bi không ok lắm nha. Ủa mà sao trong pháo đài địa ngục toàn là mấy cái chỗ nước này nhìn thấy ghê vậy? Ôi! Đây là máu! Ôi no! Yêu! Ghê vậy! Hèn gì đỏ đỏ! Rồi! Có rương không? Ở đây nè, có rương cái đuôn. Rương đầu tiên cho mình một trái táo ngọc lục bảo. Mà cái trái táo này ăn không được nữa chứ. Mình có thể dùng trái táo này để trao đổi với dân làng à. Trời ơi, ở đây thì có búa địa ngục nè. Cái này thì cũng tạm ok đi. Đây rồi, cái rương tiếp theo. Ủa sao cái rương này quen vậy? Ủa tính ra cái rương này nãy mình mới mở luôn á. Tiệt cái tình á. À đây rồi, không sao. Hơi quê một xíu thôi. Ui, hai rương luôn. Được vậy. Có một cái lava charm. Ồ, cái lava charm này mình có thể nâng cấp một cái ủng. Trở thành một cái ủng có khả năng kiểu như là kháng lửa. Bên đây thì có búa địa ngục thôi. Oh no. Hai cái rương. Cho được có chút chéo đồ à. Bèo, ừ, cái này thì được nè. Ít ra phải có cái rương đồ, nhiều khi ta mở ra đồ VIP thì sao. Tạm nha. Chuyến này mình đi xuống địa ngục khám phá nó hơi thất thủ rồi. Không có gom được nhiều đồ về. Lần này thì có được hai cái kim cương máu nè. Cũng ok. À, cái này thì như cho mình trái tim. Đúng rồi. Chuyến đi này nó hơi thất thủ một xíu. Nhưng mà không sao, chắc tại lần đầu nên mình hơi đen á. Rồi, và trứng rồng Night Fury của mình up gần xong thôi. Tính ra trứng Night Fury up lâu lắm luôn ấy.
Rồi và sẵn tiện có một cái rương mà mình lướt được trong địa ngục nè. Mình sẽ mở thử. Ồ, cho mình cái ổn. Ổn gì đấy? Một cái ổn chiến binh. Ổn này thì cho mình 3,72 giáp. Ồ, yếu hơn cái ổn rồng của mình rồi. Tưởng đâu mạnh hơn thì mình sẽ dùng thử coi như thế nào. Và đặc biệt hơn thì chuyến đi này thì mình cũng có gom về được một ít sách phép mới ha. Chính xác hơn là hai quyển thôi. Một quyển thì cấp Advanced, một quyển thì cấp tập sự. Advanced thì chắc mình sẽ ép vô cây gậy phép của mình nè. Học thử luôn ha. Thay thế cho phép 7 lửa đi. Coi phép mới của mình nó sẽ như thế nào. Còn cái quyển sách tập sự thì mình sẽ ép vô cây gậy này. Mình sẽ thay thế cho phép bật lửa đi. Rồi, xong phim, đi test thôi. Hôm nay chỉ có 2 phép mới thôi à. Để coi như thế nào ha. Mình sẽ test từ thấp đến cao luôn. Phép đầu tiên. Ui, phép này test là bị phát nổ này. Chắc nó liên quan tới cái gì đó nổ ấy. Mình nghĩ vậy. À, đây là phép Thunderbolt. Ồ, mình bắn ra một cái giống như là phát bắn gì đó. Nhưng mà phát bắn này có thể tạo ra một vụ nổ nhỏ nha. Đó. Nổ bò văng lên luôn cơ. Nhưng mà sát thương thì không có cao lắm. Đúng là phép tập sự. Rồi, giờ thì tới phép cấp Advanced nè. Đây là phép cấp Advanced thứ mấy của mình ta? Mình không nhớ nữa. Ui, nhưng mà sao mình dùng một phát mình đen thui thui lui vậy? Ui, mình vừa bị yếu nè. Bị chậm nè. Bị mù lò, nhưng mà được cái mình được hồi phục. Oh my god. Cái phép này mình để mình vô trong, mình lấy cuốn sách mình đọc coi. Để coi công dụng của nó như thế nào. Mà mình thấy nó chỉ có một lợi ích thôi, nhưng mà nó tới 3 tác hại lận. Rồi đây, phép này tên là Nature Medicinal. Phép này thì mình sẽ tốn 300 mana trong một lần dùng. Và nó sẽ đặt một cái dòng phép thuật đặc biệt để kiểu như là cho mình hồi phục ha. Tức là khi mình kích hoạt cái phép này lên thì mình sẽ kiểu như là không có bị những cái con quái khác tấn công hay sao á. Mà đồng thời trong lúc đó thì mình sẽ có thể hồi phục được rất là nhanh ha. Lý thuyết của nó là vậy đó. Còn một xíu đi thực hành thì không mới biết được những cái công dụng khác ha. Còn nó có thực sự hiệu quả hay không. Rồi và bây giờ thì mình sẽ coi mình còn cấp Advanced nào nữa không. Mình còn tới một quyển cấp Advanced. Lỡ test cấp Advanced rồi, mình sẽ test thêm một phép nữa đi. Đây, mình sẽ test thêm một phép nữa. Hôm nay cảm giác là mình không được may mắn trong chuyện khám phá, nên mình sẽ cố gắng học thật là nhiều phép mới. Để một xíu mình đi khám phá thêm một lần nữa để gỡ gạc là chứ. Rồi, phép mới này coi như thế nào đây. Phép mới tên là Wild Dance. Điệu nhảy của gió. Và khi kích hoạt thì mình sẽ được một lượng lớn tốc độ chạy luôn nè. Trong hình như là 50 mấy hay là 1 phút gì đó. 50 mấy giây hay 1 phút gì đấy. Đây là một phép búp khá là hay này. Được nha, nhưng mà trong lúc này thì mình sẽ bị đói. Một phép là búp máu, một phép là búp tốc độ chạy. Hôm nay là hai phép toàn là phép búp thôi. Nãy giờ test phép cũng khá lâu rồi. Giờ thì trứng rồng của chúng ta đáp xong chưa? Đáp xong luôn. Wow, chúng ta chuẩn bị chào đón thành viên mới nào. Đó chính là Night Fury. Night Fury, ra đi em. Night Fury, đây là giống đực luôn nha. Được. Night Fury. Búp. Coi kìa. Trời ơi, leo lên trứng rồng ngồi mới chịu. Nhìn rất là đẹp luôn á. Được thật sự. Nhưng mà hiện tại thì mình chỉ có hai cái Dragon Orb thôi. Một cái là chứa Mi, một cái là chứa Bi rồi. Giờ thì mình sẽ làm thêm một cái nữa để mình chứa Night Fury ha. Đâu rồi. Ok, vẫn ngồi đây, ngoan. Được, không chạy lung tung là thấy ok rồi đó. Giờ thì sẽ làm một cái Dragon Orb như thế này. Và cho Night Fury vô trong thôi. Như vậy là sẽ đảm bảo là Night Fury an toàn ha. Và thức ăn hồi nãy mình cất ở đâu nhờ? Đây, thức ăn đây, quên. Tưởng đâu vứt nhầm thức ăn rồi chứ.
có một xíu thôi à. Hy vọng là một xíu này sẽ giúp Night Fury lớn lên một tí. Đấy, ăn cho mau lớn nha. Ăn đi cưng. Rồi, chắc ăn hết luôn. Đó, được. Cấp 22 rồi. Phải gán thôi chứ biết sao. Giờ muốn cưỡi em lắm luôn á. Nhưng mà tiếc là giờ chưa đủ cấp. Mới chút ẻn à. Mới đứng tới rốn ấy nè. Gán đi. Mau lớn rồi anh dẫn đi khám phá ha. Hôm nay chắc chưa cưỡi cưng đi được rồi. Nhưng mà không sao, có thành viên mới thì mình thấy cũng khá là vui rồi ha. Đó, tổng cộng thì đội hình rồng của mình đã có được 3 thành viên rồi đó ngang. Và chắc mình sẽ có thêm một cái chuyến đi phụ trong ngày hôm nay á. Để gỡ gạc lại chứ chuyến đi xuống địa ngục mình cảm giác nó không được hên cho lắm rồi. Rồi đó, và mỗi lần mình kêu Bi ra thì Bi sẽ bay lung ta lung tung à. Nó không có... Đây. Mình kêu quay lại thì cũng không chịu quay lại nè. Lần này thì chịu rồi. Vậy là dưới địa ngục em bị làm sao rồi. Ở dưới địa ngục mình kêu quay lại mình nó rất là khó luôn. Rồi, để coi hôm nay chúng ta sẽ đi về hướng nào đây. Hướng hướng nào giờ ta? What the hell? Oh my god. Ở đây có một con rồng vua nè. Ui hình quá, nó bay ngang nhà mình à. Chứ nó mình đáp xuống nhà mình là tới công chuyện nữa. Bự thiệt, hàng khủng. Bi của mình mới có mười mấy máu hả? Rồng đó chắc hắt xì một phát rồi rồng bi của mình xỉu ngang luôn á. Không giỡn đâu. Ê, ở đây có tinh linh lửa luôn nè. Kế bên nhà mình luôn. Hợp lý nha. Mình sẽ farm thêm một xíu coi. Ôi, ở đây có hai con rồng tai gít, ba con luôn. Thì nhiều khả năng là ở đây có tổ rồng tai gít ấy. Đúng không? Ê, hình như ở dưới luôn. Ở dưới mình thấy có một vùng đất hơi lạ kìa. Đáp xuống bia ơi. Ui, nhưng mà đáp xa nó ra nha, nó phát hiện nó cắn anh với cưng luôn á. Rồi. Ui, đừng có bay lên đằng kia. Trời ơi, điều vậy. Kìa, nó đứng đây nó canh chừng trứng nó. Vô trong đi cưng. Đây, rồng tai gít nè, rồng cọp đó. Mà dễ gì mình cho nó phát hiện mình được. Sẽ đi đường vòng con này. Đi ra chỗ khác. Mình sẽ đi đường vòng á. Ôi, con gà chế đồ. Oh no. Ow. Trời. Ui da, nó bắn mình xa vậy. Ui, mình búp nhầm phép rồi. Oh no. Không được rồi. Mình sai nhầm phép mất rồi. Mình yếu tới mức mà mình quýnh nó không có nhận sát thương luôn nè. Đây rồi. Trời ơi. Bây giờ búp nhầm phép là toan luôn á. Ui da. Pháp sư mà xài nhầm phép à. Trời đất ơi. Bó tay chấm cơm thiệt. Rồi một hồi phải cẩn thận hơn nha. Đây rồi. Chính xác đây là tổ rồng tai gít ha. Đây là trứng rồng tai gít nè. Bỏ túi liền. Sao mà ha. Bỏ lỡ cái trứng rồng này được. Ôi, ở đây có cái tên pháp sư nữa. Pháp sư áo đỏ. Ồ, kìa. Cánh cổng có mấy tên pháp sư áo đỏ kìa. Rồi, có mấy hiệp sĩ luôn. Chiến binh gì đây? Chiến binh bước ra đây. Chiến binh hả? Chiến binh nè. Này thì chiến binh gớt cây kiếm luôn. Ôi, nhưng mà đây là chỉ là kiếm sắt thôi, chứ không phải kiếm gì xịn lắm đâu. Kìa, nó ra đông lắm. Oh my god luôn á. Nè, bơm điện nè. Đón nhận đi. Giỡn mặt hả? Oh my god. Nó đang áp sát mình. Nó thích cận chiến à. Thích cận chiến thì mình cận chiến nó luôn. Mình đâu có ngán đâu. Mày thì láo nháo. Rồi không sao. Mình còn phép hồi máu các thứ. À, mình có thể đập cánh cổng. Cho các người khỏi chạy luôn. Mình đập cánh cổng rồi. Rồi đón nhận sức mạnh của ta đi.
đón nhận đi. Này thì zombie hả? Xong pin rồi, xong pin rồi. Ui cái này nó tự cháy nha, chứ mình không biết gì đâu nghe. Cái cây nó tự cháy nè. Để em thôi một hồi. Ui gồng tay gích sẵn mình rồi. Ôi no. Chạy lẹ. Con gồng tay gích nó đang truy tìm mình để đòi lại cái trứng đó. Thôi cho tôi xin cái trứng đi. Hãy tôi muốn có một em tay gích. Cho xin cái trứng đi. Ui thôi là mình chạy kịp đó nha. Và một hồi mình phải cẩn thận hơn trong việc búp phép thôi. Hồi nãy mình búp nhầm cái phép Nature Meditation á. Trời đất ơi, đen thui thù lùi luôn. Suýt nữa là bị úp sọt rồi. Nguy hiểm thật sự. Rồi, chuyến đi này cũng có chiến lợi phẩm rồi đó nha. Một trứng rồng tai ghít liền. Ô, đằng xa xa có con rồng kia nữa kìa. Con rồng đó cũng rất là nguy hiểm đó nha. Đấy, nó phun lửa kìa, nó không chịu chưa. Hai con luôn. Ui. Ui, ở đây đang có trận chiến của những con rồng. Mình không nên kiểu như là lén phén lại đằng đó đâu. Nếu không muốn bị ăn đạn. Nhiều khi nó bắn nhau á, mà nó bắn lạc đạn trúng mình thì sao. 5 minutes later. Trời ơi, nó mạnh nha. Hồi nãy giờ quên mất, mình không cho Bi tham chiến nha. Chẳng qua là Bi ít máu á, nên mình không có tự tin về khả năng giáp lá cà ấy. Nên mình hơi rén một xíu, nhưng mà đâu ai biết được, Bi cực kỳ khỏe. Ồ, ở đây có cái tổ nhộng này. Ồ, trong đó có mấy con nhộng kìa. Mà thôi đi, vô đó nhộng nó cắn Bi mất công nữa. Ở đây thì có một cái ngôi làng. Ngôi làng phù thủy hay sao ấy. Ừ, đúng rồi, đây là ngôi làng phù thủy, nhưng mà nhỏ thôi. Nhiều khi trong đây là có đồ. Đúng rồi, có một cái ổn Necromancer. Rồi một ít cái cuộn phép thôi. Không biết những cuộn phép này có công dụng gì nữa, nhưng mà giờ trước mắt mình phải tiêu diệt bọc phù thủy trước. Đâu rồi? Mình nghe tiếng bọc phù thủy sao không thấy bả trơn vậy? Đây, bả đây. Phù thủy nè. Ui, bả thấy rồi. Ui, phù thủy nè. Phù thủy hả? Ăn bơm điện đi. Ăn bơm điện đi. Mi. Ủa, Bi. Đây đây, cho anh cưới. Rồi, cho Bi tấn công tiếp mình. Bi mạnh mà. Mình sẽ cho Bi ra trận. Ui nhưng mà bầu thủy đó trâu quá. Cảm giác mình bắn bầu thủy không vô máu nữa luôn á. Này thì zombie nè. Quét sạch ngôi làng này thôi. Ngôi làng phù thủy. Rồi bên đây còn một cái căn nhà nữa. Không biết là có rương hay không. Phải kiểm tra mới biết được. Đây có rương luôn. Có thêm một cái quần Necromancer. Ở nhà mình có cái nón nữa. Ôi vậy là tính ra mình gần full cái set đồ Necromancer này rồi đó. Quá là tốt luôn. Hai cái rương. Ok. Tính ra vô cái làng phù thủy này loot cũng được khá khá đồ ha. Và một cái Ender Orb gì đây. À cái Ender Orb này nó tương tự với Ngọc Ender á. Mình có thể dùng. Dùng nó để mình mình bay luôn nè. Wee. Mình phóng cái ngọc này mình sẽ bay theo cái ngọc luôn á. Ảo ma thiệt. Rồi giờ mình sẽ kêu Bi lại đây cái. Cưỡi ngọc Ender là có thiệt á. Đây là pháp sư băng nha. Ice Maker. Bán cho mình một cây gậy băng rồi. Một cuốn sách nâng cấp lên cấp Advent. Ôi. Ôi no. Cái gì Bi? Trời ơi. Thấy chưa? Bi của mình bay xong mắc kẹt này, suýt nữa là đi luôn rồi. Em ơi là em. Đừng có tinh nghịch như vậy nữa nghe không? Trời ơi. Hên là mình lắng nghe được cái tiếng của Bi á, không là thôi pha đó là xong luôn rồi đó. Ra là thấy còn cái nịt của Bi rồi. một cuốn sách nâng cấp lên Advanced. Một cuốn nâng cấp lên Apprentice luôn. Trời. Tốt phải. Ồ, được nha. Đây là một vị pháp sư bán đồ tương đối ok nè. Hợp với lý á. Lúc mình trở về nhà thì mình vẫn còn thấy cái bóng dáng của rồng vua đâu bên đây nè. Kìa. Không biết rồng vua có tấn công mình không ta. Mình nghĩ chắc không đâu. Ui.
Oh my god, bị lắc rồi. Ui, ui ghê vậy. Sao tự nhiên mình bị chớp chớp vậy? Ủa đó là lắc hay là năng lực của rồng vua vậy ta? Ui đó là lắc đấy, văng game rồi. Tính đi theo rồng vua để đi tìm tổ rồng thôi nhưng mà văng game luôn à, cay thiệt sự. Nhưng mà thôi kệ, không sao. Nhưng mà đó là điềm thì thôi, tạm thời mình sẽ không đi theo rồng vua nữa. Có gì thì ắt hẳn sẽ gặp lại thôi. Và như vậy trong ngày hôm nay thì chúng ta đã có thêm một em rồng nữa, đó chính là Nymphuri, rất là đẹp ha. Đồng thời thì cũng nuôi lớn được Bi đây. Sắp tới thì chắc mình sẽ, nếu dư đồ ăn thì mình sẽ cho Bi lên cấp 100 coi coi cấp 100 có trâu như là rồng mi hay không á, để mình tự tin dẫn đi đánh giáp lá cà. Chứ bây giờ là mình hơi rén á, mình không dám cho Bi giáp lá cà nhiều. 17 máu à, bị khiều cái nhiều khi đi luôn á, không có giỡn được. Rồi, hy vọng là chúng ta sẽ nhanh chóng nuôi lớn những em rồng và dẫn đi khám phá được hết ha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày khám phá kế tiếp. Còn bây giờ thì bye bye.